Em đi ô tô Hải Dương xin kính chào toàn thể quý khách nhé. Em chào anh Giai Lý Văn Dậu này. Trong buổi trưa ngày hôm nay thì lại tiếp tục công cuộc báo giá này, về thêm rất là nhiều đầu xe. Hôm nay em sẽ vào like luôn nhé, vì em vừa mới tiếp khách Vios xong nên hơi muộn nào. Các bác ơi, vào like thả tim, thả like, chia sẻ giúp em ạ. Rất là nhiều mẫu xe đang được chào bán bên em nên các bác nhé, rất là nhiều mẫu xe luôn. Chào anh Giai Lý Văn Dậu này. Số hotline em Hương sẽ ghim trực tiếp ở đây 0354602790. Địa chỉ bên em với địa chỉ giao dịch 51 Thanh Xá, Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Rất mong sẽ nhận được những cuộc gọi, những từ thiện chí tức hàng nhà mình nhé. Bác nào quan tâm mẫu xe nào thì để lại số điện thoại để em đây Hương tư vấn hỗ trợ cho các bác nhà mình. Và hôm nay thì em xin phép được đi báo giá luôn nhé. Em chào anh Giai Sáu Long này. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Sáng nay thì em Lê Hương đã phun tiền một chiếc xe Vios 2013 số sàn bản e xịn. Xe đẹp đúng là sau 24 giờ lên sóng thật các bác nhé. Và chốt thêm một chiếc xe Kia Forte số tự động 2013 màu trắng đẹp, cũng làm dâu Nam Định rồi. Bán tài tối ngày hôm qua em cũng phun tiền rồi, nhưng em về thêm rất là nhiều mẫu xe. Ví dụ như CDX, Na City SE, Kia Rio số tự động đẹp luôn nhá, có cả trắng và đen ạ. Em chào bác Thụ Hoàng, chào bác Sáu Long này. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nhé. Chào bác Sĩ Lý này. Rất là nhiều mẫu xe đang được chào bán bên em. Em sẽ đi báo giá trực tiếp ngày hôm nay luôn nhé. Báo giá trực tiếp ngày hôm nay luôn. Về thêm xem nào. Có Vios 2015 này, Kia Morning này, số sàn và số tự động Morning có đời cao này. Có Innova này, rất là nhiều mẫu xe luôn ạ. Ok, em sẽ đi báo giá luôn nào. Các bác ơi, thả tim các bác cho em là bác Tiềm Năng ơi. Mong rằng tên của anh cũng sẽ là khách hàng Tiềm Năng của em Lê Hương nhé. Chào anh Giai Boy Lam Vũ Văn nào. Một dàn xe cỏ giá rẻ tập lái này, dòng xe cao cấp hơn cũng có luôn này. Lên sóng chiếc xe nào bây giờ? Đầu tiên là một chiếc xe màu đỏ đi. Một chiếc xe bán tải Isuzu D-Max máy dầu 2 cầu số tự động đẹp, với động cơ trang bị 2.5 bản nhập khẩu số tự động đẹp đây. Một chiếc xe bán tải lên thùng cao rồi mà giá chào bán chỉ có 535 triệu. 535 triệu cho chiếc xe bán tải Isuzu biển thủ đô Hà Nội. Một chủ sử dụng từ mới nhá. Sơn zin bên ngoài lên đến hơn 90%. Và em này là máy số zin 100% luôn. 2016 đăng ký cuối tháng 12 2017, đời là gần như 2018 rồi. Hai cầu máy dầu số tự động đẹp. Giá chào bán là 535 triệu. 535 triệu cho chiếc xe bán tải Isuzu D-Max. Màn hình cam hành trình có đầy đủ cho em. Sơn zin, máy zin, điều hòa auto tự động, một chủ sử dụng từ mới này. Cột kèo keo chỉ là nguyên zin, bác nào cần tết hãng mang ra cẩu, mang ra cẩu tết hãng nhìn gầm bẹ cho em nhé. Chào anh Đặng Huy, chào anh Thanh Phúc Huỳnh. Thả tim, thả like và đừng quên những lượt đăng ký kênh của em Lê Hương nào. Đừng để bỏ lỡ những mẫu xe với cái tầm tiền kinh tế mà mình đang có nhé. Isuzu đây, mắc đây. Hôm nay không phải là tặng trên livestream 10 triệu đồng nữa đâu ạ, mà em tặng trực tiếp cho khách hàng nhà mình là 20 triệu đồng cho chiếc xe Isuzu D-Max 2016 và đăng ký cuối tháng 12 2017 nhé. Tặng luôn 20 triệu đồng cho các bác nhà mình khi mà chốt chiếc xe Isuzu D-Max của em đây ạ. Rất là nhiều mẫu xe về thêm nhưng về cung không đủ cấp các bác ạ. Về thêm được 2 chiếc xe thì sáng nay em Lê Hương lại phun tiền 3 chiếc xe rồi. Nên bác nào có muốn trao đổi ô tô cũ đã qua sử dụng, muốn lên đời, muốn bán lại xe, hoặc là có ô tô cũ bạn bè muốn mua, muốn bán, giới thiệu em gửi hoa hồng cho các bác nhà mình luôn. Chào anh Giai Hoàng Tử Bonsai nào. Chào anh Giai Đình Nguyễn nào. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Thời tiết Hải Dương vừa nắng vừa mưa, vừa hanh vừa gió này, rất là khó chịu luôn. Em nghĩ rằng với thời tiết này xe cỏ 80 triệu sẽ phù hợp với các bác nhà mình. Thay vì đi xe máy nắng mưa khó chịu thì các bác ơi có thể cho em này một chiếc xe ô tô giá rẻ luôn nhá. Nhiều xe i10 tự động lắm anh Đấu ơi. Anh Hoàng Tử Bonsai ơi, nhiều xe i10 tự động lắm ạ. Tự động có 2015 và 2014 màu trắng đẹp và màu bạc đẹp. Cùng em xem hết buổi báo giá ngày hôm nay nhá. Ở đây thì em Hương hiện tại đang có hai siêu phẩm CDX. CDX đời 2009 số tự động đẹp với động cơ trang bị 1.6 biển 30A thủ đô Hà Nội này. CDX bản nhập với cái tầm tiền trên 200 thì đây là chiếc xe mà các bác quan tâm rất là nhiều. Vì sao? Bản sedan 2 đầu, xe nhập khẩu full option, cửa sổ trời, cam hành trình có đầy đủ cho em nhé. Nước sơn màu xanh đẹp luôn. CDX bác nào quan tâm em không chỉ có xanh đâu mà em còn có cả đen nhé. Có cả xanh và đen ạ.
một chiếc xe CDX số tự động bản nhập Hàn, giá chào bán là 239 triệu. Lên màn hình Android cảm ứng rồi. Ghế da zin nguyên bản này, ghế da zin nguyên bản đây ạ. CDX 2009 238 triệu, bao hồ sơ và em còn bớt thêm cho các bác nhà mình. Màn hình Android cảm ứng đề lộ khởi hành start top đầy đủ cho em rồi. Điều hòa mát lạnh sấy sẩy ghế hai vùng. Nhìn táp ly táp lô là biết rồi các bác nhé. La răng năm chấu thể thao, quá là đẹp luôn. Nếu như tầm tiền trên 100 rồi mua SH làm gì cho lo lắng nó mưa cố lên một chút ạ. Màu xanh biển 30, một dàn lốp mít phanh ABS đầy đủ, giá chào bán 239 triệu bao hồ sơ. Cùng phân khúc, cùng đời, cùng tiền và cùng màu thì em còn có một em gái nó đến từ Nam Định đây. Một chiếc xe CDX biển 18 Nam Định, nước sơn màu xanh y như chiếc màu xanh của biển 30 kia. Bốn mắt cảm biến va chạm phía sau cam lùi đầy đủ cho em rồi. Một dàn lốp còn khá là tươi, la răng năm chấu sơn si đẹp rồi. Một chiếc xe CDX đời 2009 em đang chào bán với giá là 338 triệu này. Em này thì được bác chủ cũ là lên bộ mà màn hình Android này. À, ghế da thì bác chủ cũ cũng đã bọc lại ghế da rồi, nên một bộ ghế da cao cấp là màu da bò nhá. Sạch sẽ gọn gàng, thảm 6D, thảm rối phía trên. La Setti CDX đời 2009, 238 triệu, option đầy đủ luôn. Cam lùi, cam hành trình, màn hình Android, số tự động đẹp, có cửa sổ trời. Điều hòa của dòng này là điều hòa auto tự động cho em ạ. Có La Setti CDX này, thả tim, thả like nhiệt tình lên cho em nào. Chào anh Nam Võ Hoài, chào anh Đỗ Phúc, chào anh Hoành Hành, chào anh Cường Nguyễn nào. Chào Hoàng Hải nha, thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Rất là nhiều mẫu xe luôn, thời tiết Hải Dương nắng quá các bác ơi. Bác nào vừa rồi hỏi em về i10 thì em có i10 đây. Hôm trước thì em cũng về một chiếc xe i10 nhưng độ lên bản đủ. Nhà về phát là 24 giờ là một bác ở trên Hà Nội là chốt luôn rồi. Xe đẹp, hôm nay em về một chiếc xe cũng đẹp không kém luôn nhưng đời cao hơn một chút này. Một chiếc xe i10 đời 2016 số sàn bản nhập, nên na răng đa chấu này. Và em này là bản thiếu nhá, bản thiếu ạ. i10 bản thiếu 2016, nước sơn màu đỏ đẹp đây. Trên vô lăng em này thì không có túi khí an toàn, nhưng được bác chủ cũ lên màn hình Android rồi. i10 2016 giá chào bán là 229 triệu. Em đang về thêm một chiếc màu bạc nữa, cũng là 229 triệu nhá. Bác nào quan tâm về i10 số sàn, form dáng nhỏ gọn, dòng xe quốc dân, ăn ít xăng, giá thành thấp, chi phí sửa chữa thấp, gần như là không cần phải chi phí sửa chữa đâu ạ. Vì em nó rất là lành luôn. i10 biển 14, 14 là tỉnh nào nào? Biển 14 là Quảng Ninh à? 14 Quảng Ninh. Có i10 2016 với động cơ trang bị 1.0 nhá. i10 là dòng xe rất là lành luôn. Các bác có đi gia đình hay về kiếm thêm hộp sữa cho con thì đi dòng i10 các bác vẫn có thể kiếm được thu nhập cao từ em nó này. Máy số ăn ít này, máy số lành, sơn si sạch sẽ, nội thất gọn gàng rồi. 229 triệu bao hồ sơ và em vẫn còn bớt thêm cho các bác nhà mình. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em ạ. Em chào anh Chính Phạm, chào anh Thợ Quang này, chào anh Tô Vũ Quang này. Ở bên đây em có một chiếc xe i30. Nếu như i10 form nó ngắn, nó nhỏ thì các bác ơi có i30 nhé. i10 là nhập Ấn Độ thì i30 là nhập Hàn Quốc nhé. i30 bản CW, bản full kịch luôn, không phải là bản thường đâu ạ, bản full kịch luôn. Điều hòa auto tự động cho em ạ, có i30 nhé. i30 đời 2009 bản nhập số tự động đẹp với động cơ trang bị 1.6 này. Và điều đặc biệt là em này là tư nhân một chủ sử dụng từ mới ạ. Cảm ơn Hoàng Hải nha. Chia sẻ nhiệt tình lên cho mình lên các trang cá nhân và hội nhóm nhé. Rất là nhiều mẫu xe luôn rồi. Mua được xe đẹp có Hương là phải chia sẻ giúp Hương nhé. Giới thiệu bạn bè cho Hương nhé. Một chiếc xe i30 đời 2009 bản nhập Hàn, bản CW, bản full kịch nhé. Số tự động đẹp, cam lùi, cam hành trình, có đầy đủ cho em rồi. Điều hòa auto, xin nhan trên gương, hỗ trợ đèn bi salon, có giải đèn nét rồi. La răng đa chấu rồi. Một chiếc xe i30 bản nhập Hàn khá là rộng rãi này. Máy số đi chất luôn. Máy số đi chất, màn hình Android cảm ứng, điều hòa mát lạnh với hệ điều hành auto tự động cho em ạ. Cần số phanh tay rích rắc, ghế da zin nguyên bản, có i30 nhá.
i30 bản xe đắp new, không phải bản thường đâu ạ. Đây là bản full kịch của em đây ạ. 308 triệu bao hồ sơ và em còn bớt thêm. Chào anh Giai Trần Toản, chào anh Giai Chu Văn Dũng này. Bên cạnh i30 là một chiếc xe em hương mới lên công vụ đây, nhưng bác nào mà yêu thích em vẫn bán bình thường. Một chiếc xe Kia Morning số tự động đẹp đời 2006 nhá. Động cơ trang bị 1.0 Kia Morning như các bác nhìn này. Độ lên gương kính cục chỉnh, xe em hương đã thẩm định thì các bác cứ yên tâm nhá. Màn hình đầu đài nguyên bản theo xe, số tự động đẹp có Kia Morning đời 2006 này. Và giá chào bán là 155 triệu. 155 triệu Kia Morning với lớp sơn màu xanh màu đen đẹp nhá. Biển 34 Hải Dương, gương kính cụp chỉnh tự động, oai chưa ạ? Gương kính này, xe 5 chỗ này, xe này chính là xe công vụ của em Hương đây. Em Hương thành công lên công vụ từ Sở Bắc lên thành Kia Morning 5 chỗ ngồi, từ Sở Bắc Van lên Kia Morning 5 chỗ ngồi. Em này còn có đề lỗ thông minh, cảm biến va chạm phía sau có hai mắt, cam lùi có cho em rồi, cam hành trình cũng có luôn. Nhìn một chiếc xe hơn 100 triệu nhưng quá là ok luôn đúng không ạ? Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Chào bác Hoa Dung, chào bác Lê Bá Thanh, chào bác Quách Ngọc Giang, chào bác Triệu Nhã. Bên cạnh chiếc xe Kia Morning màu đen là một chiếc xe với tầm phân khúc sang hơn một chút nhé. Một chiếc xe Toyota Corolla đến từ thương hiệu Toyota, Corolla Altis đời 2010, số tự động đẹp. Dòng xe lồi đồng cối đá và giữ giá dã man luôn. Với 12 năm sử dụng mà giá không hề bị sụt nhiều. 395 triệu cho chiếc xe Toyota Corolla Altis đời 2010 với động cơ trang bị 2.0, số tự động đẹp, xe đăng ký 5 chỗ ngồi, xin nhan trên gương điều hòa tự động nhé. Corolla Altis giá chào bán là 395 triệu, bao hồ sơ và em còn bớt thêm. Xin nhan trên gương, cụm đèn pha phía trước là halogen, có đèn gầm rồi, nước sơn màu đen đẹp. Một dàn nốp khá là dày, xin nhan trên gương đầy đủ rồi. Đăng ký đăng kiểm đến tháng 10/2023, đăng kiểm còn dài nhé. Nội thất bên trong sạch sẽ gọn gàng, đầu đài nguyên bản, màn hình bé thôi. Corolla Altis đồi đồng cối đá, phá cũng không hỏng, các bác có vừa đi vừa phá cũng không hỏng đâu ạ. Đấy là cái lý do mà các bác quan tâm về Vios này, Toyota Camry cũng như là Toyota Corolla Altis nhé. Chào anh Luân Quỳnh Hà, chào bác Lữ Phương, chào bác Trăng Thắng Trứ này, chào bác Võ Hải này. Và nếu như 5 chỗ ngồi gầm cao, dòng xe SUV những em chân dài, thì các bác ơi em còn có Tucson nhé. Tucson đời 2010, số tự động đẹp, máy xăng 2 cầu, số tự động, biển 30, với lớp sơn màu lâu hay còn gọi sang trọng hơn là màu titanium nhé. Cửa sổ trời full HD, điều hòa auto tự động, đề lỗ thông minh, ghế lái chỉnh điện nhớ hai vị trí này. Đèn bi salon có dài, đèn nét, đèn gầm đầy đủ rồi. Cửa sổ lóc, cửa sổ trời có đầy đủ cho em ạ. Phím mở một trạm thông minh đầy đủ cho em. Tucson máy xăng 2 cầu, số tự động đẹp. Số tự động đẹp luôn các bác nhé. 438 triệu. Nhìn táp ly táp lô quá là đẹp luôn ạ. 438 triệu bao hồ sơ và em còn bớt thêm. Thả tim, thả like, nhiệt tình mạnh mẽ lên nào các bác ơi. Rất là nhiều mẫu xe luôn ạ. Và bên cạnh chiếc xe 5 chỗ ngồi gầm cao Tucson là một em cũng là chân dài gầm cao đây. Một chiếc xe Ford EcoSport đời 2016 biển thủ đô Hà Nội. Giá chào bán chỉ có 425 triệu thôi nhưng đời khá là cao. Đời 2016 mà giá chỉ bằng 2010 của Tucson thôi. 425 triệu cho đời 2016 máy Eco. Động cơ trang bị 1.5, số tự động đẹp. Và em này cũng là bản titanium cao cấp với 8 túi khí an toàn, hệ điều hành auto tự động cho em, máy Eco, đầy đủ công nghệ đồ chơi, phanh ABS, cửa sổ trời nhá. Bản titanium sẽ có cửa sổ trời cho em ạ. 425 triệu em còn bao hồ sơ và còn bớt thêm. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Chào anh Vắng Lê, chào bác Trần Công, chào bác Hội Lê, chào anh Khuyên Dương, chào bác bạn tôi nào. Và ngay bên đây là một chiếc xe biển thủ đô Hà Nội, lướt sơn màu đỏ, số tự động đẹp, đến từ thương hiệu Kia. Một chiếc xe Kia Rio, số tự động đẹp, đời 2014, máy số zin đẹp luôn. Và giá chào bán là 380 triệu. 380 triệu lên Na Răng Đúc Thể Thao, xin nhan trên gương. Kia Rio, số tự động, hiện tại em Hương đang có 3 chiếc này. Một chiếc, mắt khách hàng đây là một chiếc màu đỏ nhá. Lên màn hình Android cảm ứng rồi.
có cho em là nhớ ga tự động GluControl, vô lăng tích hợp các phím bấm. Và em còn về thêm một đôi màu trắng nữa các bác nhé. Có một đôi màu trắng nữa cơ. Kia Rio 2014 máy số zin đẹp, giá chào bán là 380 triệu, bao rút hồ sơ và bớt nộc cho các bác nhà mình. Biển thủ đô Hà Nội, đèn halogen có đèn phá xương rồi. Chào bác Đậu Hà, chào bác Long Công Tử này, chào bác Phan Hương. Và bác nào đang quan tâm về chiếc xe Hyundai i10 thì em có i10 bản sedan 2 đầu với động cơ trang bị của nó là 1.0. Và em i10 này giá chào bán là 305 triệu. 305 triệu cho chiếc xe Hyundai i10 đời 2018 nhá. À, động cơ của em này là 1.2. Rất là hiếm khi về bản thiếu mà bản 4 máy 1.2 các bác này. Na răng thể thao một dàn lốp dày có Hyundai i10. Chiều nay em Hương sẽ lên video chi tiết về chiếc xe Hyundai i10 này cho các bác nhà mình nhá. Hôm nay nét nẹt ok anh. Hôm nay em đổi mạng rồi, đầu tư mạng mới rồi anh nhá. Một chiếc xe i10 đời 2018 giá chào bán là 305 triệu bản 1.2. Form mới 2018 này, bản 4 máy nhá. Xin nhan trên gương đẹp này, la răng thể thao, tay lắm cửa, ốp mạ chrome rồi. Quá là đẹp luôn. Thả tim đẩy view mạnh mẽ lên cho em nào. Rất là lắng luôn các bác này, rất là lắng luôn. Màn hình Android cảm ứng này, ghế da hai màu đẹp, bản thiếu của i10 2018 giá chào bán là 305 triệu. Và bên cạnh i10 em có một chiếc xe với cái tầm tiền nếu như mua Morning và i10 thì giá ok, nhưng mua cờ đuôi vừa được giá vừa được dáng luôn các bác này. Một chiếc xe Chevrolet cờ đuôi đời 2011 với động cơ trang bị 1.6 đây ạ. Giá chào bán là 245 triệu. Nếu như với tầm tiền 250 triệu quay đầu, các bác muốn mua một chiếc xe bản sedan, số sàn màu đen và màu trắng đẹp thì em có sự lựa chọn cho các bác là cờ đuôi nhé. Cờ đuôi số sàn 1.6 bản lắp ráp trong nước, 245 triệu bao hồ sơ và em còn bớt này. À, phía dưới có giải đèn led và đèn gầm là đèn bi sơn lông. Cụm đèn pha phía trước là halogen. Một dàn lốp dày na răng 5 chấu thể thao. Và đang cập bến thêm bên em Lê Hương là hai chiếc xe cờ đuôi nữa. Một chiếc là 2011 màu trắng, một chiếc 2011 màu đen. Chiếc này cũng màu đen và lên màn hình dọc rồi. Thả tim đẩy view mạnh mẽ lên cho em nào các bác ơi. Chào anh Giai Tùng Lâm nhá. Vừa rồi thì em đã quay qua chục chiếc xe đang để bên ngoài, bây giờ mới chính thức đi vào bên trong. Đi vào bên trong buổi báo giá ngày hôm nay với 120 đầu xe nữa nhé. Hiện tại bên em Lê Hương đang sẵn là 120 đầu xe. 110 đầu xe đang sẵn bán, còn 10 chiếc xe đã đang trên đường về cũng như đang dọn dẹp thêm nhé. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em ạ. Chào anh Giai Tùng Lâm, chào bác Nguyên Vũ, chào bác Đinh Đạt này. Nếu như mà 5 chỗ ngồi gầm cao các bác hợp phong thủy với màu đen thì hôm nay em sẽ cho các bác nhà mình một chiếc xe EcoSport bản Titanium với lớp sơn màu đen đẹp, biển 14 Quảng Ninh, một chủ sử dụng từ mới, máy số zin đẹp luôn. Một chiếc xe Eco 5 chỗ ngồi gầm cao đời 2015, đăng ký lăn bánh lần đầu là 2016 này, giá chào bán là 418 triệu. Bản Titanium có cửa sổ trời, điều hòa auto, xin nhan trên gương, 8 túi khí an toàn, tắt bật cảm biến đầy đủ cho em. Và em này còn là máy Eco siêu tiết kiệm nhiên liệu nhá. Có cho em Eco Sport đây ạ. À, chào em gái. À, màn hình quá ok. Ok anh, hôm nay led không ạ? Thời tiết Hải Dương còn nắng không một gọn mây. Lên là hình ảnh chất lượng video quá là tốt. Mỗi tội là nắng quá em Hương say thôi. Lên các bác ơi, thả tim chia sẻ nhiệt tình lên cho em gái Lê Hương nào. Chào anh Giai Tùng Lâm, chào bác Ngô Chiến, chào bác Phương Thái Hoàng, chào bác Huy Nguyễn này. 7 chỗ ngồi giá rẻ thì em Hương có một dàn luôn. Dù là số sàn hay là số tự động thì em Hương cũng đều có luôn nhé. Ở đây em Hương có một chiếc xe Captiva đăng ký 7 chỗ ngồi, xe giá rẻ luôn. Xe gia đình với động cơ trang bị 2.4, máy xăng Captiva màu bạc đẹp đây ạ. Hỗ trợ trơn trượt đổ đèo đầy đủ cho em. Đèn là đèn bi sơn lông, có đèn gầm đầy đủ nhé. Cả nhà cho em xin miếng nước nào. Captiva 7 chỗ ngồi số sàn giá rẻ, hiện tại em đang có 2 chiếc. Chiếc màu bạc này là đời 2007, động cơ trang bị 2.4, máy xăng đây ạ.
Tucson em có màu lâu và em có màu bạc anh à, màu xanh anh Đinh Đạt nhá. Tucson có 2.10 và 2.11. Chiếc 2.12 thì em bán rồi. Captiva 7 chỗ ngồi giá rẻ đây, 199 triệu, xe đăng ký 7 chỗ ngồi. Hỗ trợ trơn trượt, đổ đèo, điều hòa auto tự động cho em ạ. Có Captiva giá rẻ nhá, màu bạc này. Còn nếu như mà số tự động giá rẻ thì em có một chiếc xe đến từ thương hiệu Mazda. Mazda Fremacy, xe đăng ký 7 chỗ ngồi với động cơ trang bị 1.8 siêu tiết kiệm. 7 chỗ ngồi 1.8, số tự động đẹp siêu giá rẻ luôn. 158 triệu cho chiếc xe Mazda Fremacy của em đây Hương đây ạ. Thả tim, thả like và chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào các bác ơi. Rất là nhiều mẫu xe luôn nhá. Chào anh Nguyễn Hoàng Hải ạ. Tucson đợi em một chút nhá. Đợi em một chút ạ. Tucson đang hơi sai em một chút rồi. Ở đây em có hai chiếc xe i30 bản CW full kịch. Một chiếc màu xanh biển 30 thủ đô Hà Nội 4 số một chủ từ mới này. Một chiếc cũng không kém phần đẹp luôn. Đó là biển 99 nhá. i30 đời 2009 bản nhập CW, bản nhập khẩu số tự động đẹp, động cơ trang bị 1.6 này, giá chào bán là 315 triệu. 315 triệu cho chiếc xe CI30 của em Lê Hương nhá. Em có hai chiếc, một chiếc màu xanh và một chiếc màu bạc, đều là bản CW. Điều hòa auto, đèn bi salon, đèn gầm sáng, la răng 5 chấu thể thao, phanh ABS đầy đủ rồi. Em chào anh Giai Nguyễn Văn Phán nào. Thả tim và chia sẻ nhiệt tình lên cho em để em báo giá buổi báo giá ngày hôm nay nhá. Lắng cháy luôn. Lắng cháy thì em cũng cháy cùng khách hàng nhà mình luôn nhá. i30 đời 2009 1.6 đây. Đèn bi salon, màn hình Android cảm ứng này, vô lăng tích hợp các phím bấm, có điều hòa auto tự động cho em ạ. Và lên màn hình Android cảm ứng rồi, cửa sổ trời, cửa sổ lóc cũng có luôn nhá. Có i30 đời 2009 đây, 2009 315 triệu. Cắt xả lỗ ngày hôm nay trên livestream còn 305 triệu. Em bao hồ sơ cho các bác nhà mình. Em bao hồ sơ đến xem xe em phun cho bình xăng đi về nhá. Tucson đợi em một chút nhá. Tucson vừa em có quay qua chiếc màu lâu kia rồi. Tí nữa em sẽ quay thêm một chiếc màu xanh một chủ nữa ạ. Bác nào đang quan tâm về bán tải thì em có bán tải này. Một chiếc bán tải Mazda. Hôm qua thì em phun tiền một chiếc bán tải Ford Ranger về Nam Định. Thì hôm nay em về thêm một chiếc bán tải Mazda đến từ nhà Mazda nhé. BT50. Bán tải BT50 đời 2015. Máy dầu một cầu số tự động đẹp. Biển 14 Quảng Ninh nhé. Chiếc xe này là em mua lại cũng có một chút họ hàng đây các bác này. Xe rất là đẹp luôn. Xe người nhà em ở Quảng Ninh này. Một chiếc xe bán tải đời 2015, giá chào bán chỉ có bao nhiêu ạ? 458 triệu cho chiếc xe bán tải Mazda BT50 đời 2015. Điều hòa auto cho em này, đầu đài nguyên bản theo xe, trần nỉ nguyên zin. Và em này cũng được lên thùng thấp rồi. Với cái phần thùng này các bác về không phải làm thêm nữa đâu. Thật sự đúng là bán tải không hổ danh là những con voi. To cao chắc chắn này, gầm bệ thoáng này. Nốp sơ cua dự phòng còn nguyên. Lên thùng thấp rồi. 458 triệu bao hồ sơ. Và em còn bớt thêm cho các bác nhà mình có bán tải BT50 đây ạ. Em chào anh Khải Đặng Nguyễn Khánh. Chào anh Nguyễn Duy Hoàn. Chào bác Đặng Minh nào. Đẩy view mạnh mẽ lên cho em nào. Hôm nay em hương cháy của mọi người luôn. Rất là nhiều mẫu xe luôn. Từ i10 bán tải này. À, Tucson đợi em một chút nha, em sẽ quay lần lượt cho các bác nhà mình. Tucson hơi xa em rồi. Để lại số điện thoại em đây Hương tư vấn và gửi video chi tiết luôn. À, hôm trước là em có hai chiếc xe Vios, một chiếc đời 2011. À ba chiếc, một chiếc đời 2011 và một chiếc đời 2013, 2015 thì hai chiếc đấy đều đi làm dâu các tỉnh rồi. Hôm nay em còn về thêm một chiếc xe Vios đời 2015 đây. Vios đời 2015 với biển 22, biển 22 Tuyên Quang. Tuyên Quang nhiều gái đẹp thì chắc chắn là xe cũng đẹp rồi các bác nhé. Vios đời 2015 với động cơ trang bị 1.5, số sàn bản E. Lên màn hình Android cảm ứng rồi. À, táp ly táp lô đẹp, trần nỉ nguyên zin, ghế da cao cấp nhé. Giá chào bán là 345 triệu cho chiếc xe Vios 2015, số sàn máy số zin đẹp. Na răng 5 chấu, một dàn nốp dày đây ạ. Động cơ trang bị 1.5 đây. Em có Vios 345 triệu. Đến từ tỉnh Tuyên Quang.
xe đẹp như người luôn các bác này, xe đẹp như gái Tuyên Quang luôn. Em chào anh Hà Nguyễn ạ, thả tim thả like chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Xe 700, xe 7 chỗ cửa tiền 7-800. Em có túc sơn 2019 anh nhé. Em có túc sơn này, em có Santa Fe. Em có Santa Fe 2019 nhưng mà giá nó trên 900 cơ. Túc sơn và Santa Fe em đều có nhé. Anh Thu, Thạ Thu ơi, để lại số điện thoại nhá. Chiếc xe đẹp của em này em đang đi ở ngoài rồi. Nay sếp nhà em mà đi cỗ rồi nên là không để ở nhà rồi. Để lại số điện thoại em sẽ tư vấn cho anh về túc sơn và Santa Fe luôn ạ. Em chào anh Giai Hà Nguyễn nhá. Thả tim thả like và chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Chào bác Bàn Hiện ạ, chào bác Dũng Ngô. Fiat 2015 số sàn, giá chào bán là 345 triệu, bao hồ sơ và em còn bớt thêm 10 năm form mới nhưng vẫn là máy đen nhá, vì cuối 2016 mới lên form mới máy trắng ạ. Thả tim nhiệt tình lên cho em nào, quan tâm về những dòng xe tập lái thì em cũng có luôn nhá. Bác Tạ Thu ơi, để lại số điện thoại em nhá. Màu trắng đẹp có Santa Fe và Tucson, đời cao 2019 tầm 8-900 em đều có mà. Ở đây em có một chiếc xe Mercedes W, Mercedes 250 bản Blue. Mercedes 250 bản Blue, số tự động đẹp. Ok, bác Tạ Thu em nhìn thấy số điện thoại của bác rồi. Em sẽ chụp màn hình lại đây ạ. Anh có trái tim, cảm ơn anh Hà Nguyễn nhá. Thả tim rồi thì đừng nhớ và đừng quên những lượt chia sẻ nhá. Tiếc lượt chia sẻ cho em Lê Hương ạ. Mercedes 250 bản Blue cao cấp nhất nhưng giá chào bán bao nhiêu ạ? Giá chỉ có 379 triệu thôi. Được sản xuất vào năm 2009 này. Nếu như đi những dòng xe khác mà các bác khi đi qua ổ gà, ổ vịt, đường xấu sẽ bị sốc, bị nhảy. Nhưng không, khi mà các bác đi lên chiếc xe Mercedes 50 này của em cực kỳ êm luôn. Mẹc là phân khúc hạng D, đó là hạng sang. 10 mắt cảm biến này, đèn bi salon, đèn gầm có, la răng thể thao, xi nhan trên gương đẹp rồi. Mercedes 250 bản Blue cũng là xe mẹc Mercedes-Benz nhưng giá chỉ có 379 triệu thôi ạ. 379 triệu, đời 2009, số tự động đẹp, xe 5 chấu nhá. Một dàn xe mẹc giá rẻ của em Lê Hương gồm 13 chiếc bán gần như là hết rồi, mới về thêm 2 chiếc xe 250 này đây nhá các bác nhá. Và bên cạnh những dòng xe cỏ đời thấp như 207, 208 này và đời trung bình từ 2017 trở xuống thì em còn có một chiếc xe Kia Morning. Nhưng mà chiếc xe Kia Morning này của em là bản SI nhá, không phải bản thiếu đâu ạ. Kia Morning bản SI, số tự động đẹp, đời 2019, tư nhân Hải Dương này. Nếu như mà em nói các bác nhìn là muốn mua ngay, nghe là muốn mua luôn. Một chiếc xe Kia Morning bản SI đời 2019, giá chào bán là 355 triệu. Số tự động đẹp. Số tự động đẹp đây ạ. Đèn bi salon có giải đèn nét và đèn gầm đầy đủ cho em nhé. Và giá chào bán là 355 triệu. Một dàn lốp mới này, lốp sơ cua còn chưa hạ cơ. Lốp sơ cua còn chưa hạ, đăng ký đăng kiểm đến tháng 9/2023. Động cơ trang bị 1.2, số tự động đẹp, ghế da đẹp xịn luôn, trần nỉ nguyên zin. Em này cho các bác cảm tưởng như là xe đập hộp luôn. Rất là đẹp luôn nhá. Bản SI này với điều hòa sẽ là auto tự động cho em ạ. 355 triệu bao hồ sơ. Và em còn bớt thêm Kia Morning bản SI, nhìn cái bô đôi phía sau các bác biết bà là bác chủ cũng ăn chơi rồi đúng không ạ? Không biết lúc nào mới đến được cửa salon auto để xem thôi, chứ chia sẻ cho người đẹp. Cảm ơn anh Giai Bùi Tuấn này, cứ chia sẻ cho em đi ạ, rồi khi nào đến ủng hộ em, giá bao giờ cũng là giá khách VIP luôn, fan cứng luôn các bác nhé. Chào bác Đình Huệ, chào bác Phạm Phụng, chào bác Hoàn Bùi ạ. Thả tim thả like chia sẻ mạnh mẽ nhiệt tình lên cho em nào. Và bên cạnh đây là những dòng xe sedan hai đầu với lớp sơn màu đen đẹp nhưng giá chỉ trên 200 thôi. Trước mắt khách hàng là một chiếc xe Chevrolet Cruze đời 2011, động cơ trang bị 1.6 đây. Giá chào bán là 245 triệu cho chiếc xe Chevrolet Cruze. Động cơ trang bị 1.4, bản lắp ráp trong nước, lớp sơn màu đen đẹp, biển 29A, la răng thể thao có giải đèn nét này. Da răng 5 chấu nhá, động cơ trang bị 1.6 đây, 245 triệu. Cruze là một trong những dòng xe rất là vừa tiền, máy số đi thì khỏe này, chất luôn nhá. Lên màn hình Android cảm ứng rồi,
nội thất, ngoại thất nhìn đều muốn mua luôn. Mà giá chỉ có 245 triệu. Và quan trọng là khi mà đi vào chung kết, em Lê Hương còn bớt, còn lộc và còn bao hồ sơ. Nếu như các bác cần em Hương bao hồ sơ, nếu cần công chứng em bao công chứng luôn. Các bác nhìn này, trần nỉ zin sạch sẽ này, ghế da màu đen căng mọng luôn. Số sàn điều hòa hai vùng mắt này, màn dình Android cảm ứng này, thảm bệ sạch sẽ nhá, có thảm 5D sạch sẽ rồi. Em chào chị gái Kim Cúc nhá, thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Chevrolet cờ đuôi đời 2011, giá chào bán là 245 triệu. Khi vào chung kết với em Lê Hương, em sẽ bớt nọc ná cho mình. Em vẫn đợi tin chị gái Kim Cúc này. Một chiếc xe Hyundai Accent số tự động đẹp đời 2011 với máy số zin, biển thủ đô Hà Nội nhá. Cảm biến va chạm phía sau có 4 mắt cảm biến này, cam lùi đầy đủ rồi. Trên xe có những hình sticker dán thể thao, nếu như bác nào không thích có thể bóc ra bình thường, không ảnh hưởng gì đến sơn si cả. Đây chỉ là những cái hình dán đẹp thôi. Na răng 5 đa chấu thể thao, phanh ABS đẹp. Một chiếc xe Hyundai Accent, giá chào bán là 345 triệu. Em mới lên một cái màn hình Android cảm ứng to nhé. Vô lăng tích hợp các phím bấm này, ghế da nội thất zin, máy số zin đẹp luôn. Hyundai Accent 2011 số tự động đẹp 345 triệu. Em bao hồ sơ và bớt thêm cho các bác nhà mình trên livestream ngày hôm nay. Bác nào quan tâm cứ để lại số điện thoại cho em ạ. Xin nhan chân gương, một dàn lốp dày Hàn Quốc, phanh ABS, cụm đèn pha phía trước, đèn gầm sáng choang, biển thủ đô Hà Nội, xe tư nhân chính chủ sử dụng, không hề qua chút taxi dịch vụ gì đâu ạ. Máy số zin, ghế da zin, màn hình em Hương mới lên màn hình Android cảm ứng. Cho các bác nhiều mình yên tâm chưa ạ? Nghe nhạc giải trí quá là phê luôn. Có Accent màu bạc đẹp, biển thủ đô Hà Nội đây ạ. Thả tim, thả like và chia sẻ nhiệt tình mạnh mẽ lên cho em nhé. Rất là nhiều mẫu xe luôn. Wow, khách lại đang hỏi là Hương ơi, gửi video cho anh rồi, để anh cọc rồi. Ok, đợi em qua livestream để em sẽ gửi video cho anh nào. Các bác ơi, cứ qua livestream tầm 11:50, à 11:03, à 12:30 là em sẽ xuống live để em sẽ gửi video nhé. Bên cạnh chiếc xe Hyundai Accent số tự động đẹp, máy số zin, giá chào bán 345 triệu, biển thủ đô Hà Nội, em còn có một chiếc xe Hyundai i10. Hiện tại bác nào đang quan tâm về i10, i10 bản sedan 2 đầu, em có 2 chiếc. Một chiếc là màu đen trước mắt các bác nhà mình đây, với giá chào bán là 295 triệu. i10 bản đủ 1.2 số sàn, xe tư nhân nước sơn màu đen đẹp. Không phải là đổi màu đâu các bác nhá, mà đây là màu chính, là khi mà từ mua xe đặt riêng từ nhà máy sơn. Đặt riêng từ nhà máy khi mua xe mới là sẽ có cái màu này nhá. 295 triệu, đèn halogen, biển 98 Bắc Giang, bản sedan 2 đầu. Bản đủ 1.2, em có Hyundai i10 số sàn đây ạ. Lên đề lổ khởi hành start top, táp ly táp lô, các bác chỉ cần nhìn này. Tất cả những cái vân hoa không hề có dấu hiệu gì là bị bóng hay mòn này. Táp lô có khoan đục gì không? Không hề luôn nhá. Màn hình Android cảm ứng thì em này vẫn là màn hình nguyên đoạn này. Vô lăng tích hợp phím bấm này, trần nỉ nguyên zin bọc sạch sẽ rồi, độc nhìn cái trần đã mê rồi. Em chào anh Giai Trương Nguyễn nào, thả tim nhiệt tình, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào anh Giai Trương Nguyễn ơi. Em chào bác Hoán Smartphone, chào bác Chính Phan, chào bác Linh Công Tú này. Những lượt chia sẻ của các bác nhà mình là những lượt ủng hộ em Hương nhá. Để em Hương hoàn thành tốt những buổi báo giá livestream trực tiếp, để có thể phục vụ bà con nhà mình trên mọi miền Tổ quốc nhá. Vì đến với em Hương, xe nó chỉ là từ những dòng xe 5-60 triệu đã có xe đi rồi. Xe trên 1 tỷ em cũng có, nhưng nhiều nhất là những dòng xe 3-400 triệu quay đầu, để phục vụ tất cả những gia đình nhà mình. Dù công nhân viên chức nhà nước hay là các bác làm vợ chồng trẻ mới cưới nhau đều có thể mua được xe bên em nhé. Chào bác Mai Phạm này, chào bác Nguyễn Thanh Tú này, chào bác Chính Phan nào. Thả tim mà chia sẻ nào, không cần thả tim, chỉ cần chia sẻ cho em thôi. Chia sẻ nhiệt tình cho em được không ạ? 7 chỗ ngồi giá rẻ thì em còn có một chiếc xe Captiva đây. Captiva chính chủ tư nhân Hải Dương bán lại cho em, 7 chỗ ngồi số sàn. Captiva máy xăng số sàn, động cơ trang bị 2.4. Giá chào bán là bao nhiêu ạ? Giá chào bán là 215 triệu. 215 triệu có Captiva số sàn, với đèn bi salon, đèn gầm đầy đủ nhá. Nước sơn màu đen đẹp,
xin nhan trên gương rồi kệ bước chân lên xuống này. Captiva số sàn có đầu đài màn hình, ghế da zin nguyên bản này, trần cũng là trần bọc là trần zin luôn. Hỗ trợ trơn trượt, hỗ trợ đổ đèo, số sàn củ số phanh tay sắc nét luôn. Trần da trần nỉ nguyên zin nhưng thảm là thảm 6D nhé. Captiva số sàn 2008 giá chào bán là 215 triệu. Em chào anh Giai Phúc Phúc Đăng, em chào anh Văn Khương nào. Thả tim chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Bác Nguyễn Thanh Vũ ơi, rất là nhiều mẫu xe luôn, giá chỉ từ 58-60 triệu thôi ạ. Bác nào ở đây có quan tâm về Innova thì cứ comment phía dưới nhé. Đợi em sẽ quay cho các bác nhà mình 10 chiếc xe Innova luôn. Em chào bác Đào Thắng này, chào bác Văn Thọ này. Và đằng sau chiếc xe Captiva là một chiếc xe Kia Morning. Kia Morning đời 2009, bản nhập số tự động đẹp. Hôm nay nắng vỡ đầu em gái ơi, ra nắng cho mắt, nắng dã man luôn anh ạ. Áo nắng đội lón tay cầm mô mà vẫn rát luôn. Một chiếc xe Kia Morning số tự động đẹp với biển 30F nước sơn màu lâu đẹp. Giá chào bán chỉ có 218 thôi. 218 triệu cho chiếc xe Kia Morning đời 2009 bản nhập đây. Đèn halogen có đèn gầm đầy đủ nhá, xin nhan trên gương. Đây là một mẫu xe của bản nhập Hàn, sẽ có đầy đủ cho em là sấy sưởi ghế nhá. Sấy sưởi ghế hai ghế trước đây. Lên màn hình Android cảm ứng này. Kia Morning 218 triệu trần nỉ nguyên zin, ghế da hai màu bọc sạch sẽ gọn gàng, bệ tì tay chống mỏi đẹp căng luôn. Vô lăng các bác nhìn này, vô lăng đẹp luôn ạ, màu cải nhá. Táp ni, táp lô cũng đẹp luôn ạ. Xe chuẩn gia đình đây ạ. 218 triệu có Kia Morning số tự động đẹp. Bác nào mà đàn ông thích màu lâu thì em có màu lâu, cùng đời cùng phân khúc thì em còn có cho mình cả màu xanh nữa nhá. Có cả màu xanh nữa ạ. Tập lái ạ, ok bác Thành Ngân ơi, tập lái bác đang thi bằng B1 hay là B2 ạ? B2 sẽ là số sàn, còn B1 là số tự động nhá. Bác Thành Ngân ơi, tập lái thì em có một chiếc xe Kia Morning đây. Kia Morning đời 2005, đăng ký lăn bánh lần đầu là 2007. Một chiếc xe tập lái khá là xịn sò cho một bác nào đang thi bằng B1 đây. 159 triệu cho chiếc xe Kia Morning, xe đăng ký 5 chỗ ngồi số tự động. Còn bác nào mà bằng B2 thì em còn có những dòng xe chỉ từ 60, 70, 80 triệu thôi. Bác Thanh Ngân cùng em Hương xem hết buổi báo giá này nha, để em có thể tư vấn này. Tập lái cho bằng B1 đây, trần nỉ nguyên zin 159 triệu vào chung kết em sẽ bớt thêm cho các bác nhà mình. Và điều đặc biệt em này cũng là số tự động bản nhập Hàn, sấy sưởi ghế hai vùng. Lên màn hình Android cảm ứng rồi, xe đăng ký 5 chỗ ngồi gọn gàng sạch sẽ luôn. Các bác có về tập lái hay là đi gia đình thì đều ok luôn nhá. Biển 29A, cảm biến phía sau của em này thì không có nhưng có cam lùi rồi. Một dàn lốp nhìn khá là mới với những cái lông tua này, bác chủ cũ mới thay lốp rồi. 2009 thay lốp là tốt quá đúng không ạ? Táp ly táp lô đây, sạch sẽ gọn gàng, không hề có dấu hiệu gì là thay vá gì đâu các bác nhìn này. 159 triệu cho chiếc xe Kia Morning số tự động đẹp đây ạ. Em còn những dòng xe tập lái nhé, cùng em đi xem hết buổi báo giá này để em tư vấn nào. Bên cạnh chiếc xe tập lái số tự động 159 triệu thì em còn có một chiếc xe Kia Cerato đây. Thả tim chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào các bác ơi. Kia Cerato em có luôn, màu đỏ bản hatchback số tự động đẹp full option. Hôm trước em có 2 Cerato và 1 Forte thì bán luôn cả 2 rồi. Về thêm Kia Cerato màu đỏ đây, biển 12 với cụm đèn pha phía trước đẹp luôn. Đèn gầm mặt lưới tản nhiệt sáng choang. Cerato đời 2012, máy số zin full option. Xin nhan trên gương bản hatchback nhưng không hề bị cụt hay bị ngắn này. Xin nhan trên gương tay nắm cửa có phím mở một trạm thông minh. Trên vô lăng có hỗ trợ gẩy số thể thao, cửa sổ lóc, cửa sổ trời có rồi. Điều hòa auto, đầu đài màn hình có hỗ trợ nghe nhạc giải trí này. Đề nổ khởi start top nhá. Em này em Hương đang chào bán với giá là 365 triệu. 365 triệu cho chiếc xe Kia Cerato phong cách thể thao full option. Bản hatchback đẹp luôn. Bản hatchback đẹp có Kia Cerato của em Lê Hương đây. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Chào bác Hết Tiền, chào bác Trung Trần, chào bác Lê Văn Hiệp, chào bác Huỳnh Hùng Phạm, chào bác Tuyền Ngọc đây.
chia sẻ nhiệt tình lên cho em nhé. Xe Dato full option 365 triệu bao hồ sơ. Và em còn bớt thêm ạ. Xe tập là anh Thành Ngân ơi, để lại số điện thoại và cùng em xem hết buổi báo giá ngày hôm nay nhé. Rất là nhiều mẫu xe luôn. Và bên cạnh chiếc xe Cerato là một chiếc xe quốc dân đây. Một chiếc xe Innova form mới 2015. Em này là em hiện tại trong dòng xe Innova là cao nhất em đang có nhá. Innova đời 2015 với động cơ trang bị 2.0 số sàn. Dành cho những bác nào yêu thích sự dòng xe Innova. Bền bỉ, 7-8 chỗ ngồi rộng rãi. Em Innova này thì ốp được na răng đẹp này. Xi nhan trên gương và 2015 là form mới rồi. Giá chào bán là 418 triệu. 7 chỗ đây anh Thông nào ơi. 7 chỗ em đang lên Innova đây. Thật sự là một chiếc xe gia đình. Các bác chỉ cần nhìn vô lăng, táp ly, táp lô và biết ngay chất lượng của xe. Đâm xô ngập nước thì em cam kết bằng giấy tờ. Không phải là cam kết không bằng miệng đâu ạ. Cam kết giấy tờ chuẩn chỉ cho các bác nhà mình. Innova 2015 form mới, động cơ trang bị 2.0. Đầu đài màn hình nguyên bản này, nhìn phần cánh cửa này. Nếu như mà taxi gia đình dịch vụ khoan đục nhìn phát biết ngay. Nhưng đây keo chỉ cột keo zin, táp ni đẹp như thế này đúng không ạ? Một chiếc xe Innova 2015 form dáng mới đến từ Toyota. Mà cứ dòng nào Toyota là cái dòng đấy quá là hợp lý rồi. Con Kia đỏ giá bao nhiêu vậy? Đấy là chiếc xe Cerato em đang bán là 365 triệu anh nhé. Kia Cerato Fundo 365 triệu. Innova 2015 form mới giá chào bán là bao nhiêu ạ? 418 triệu vào chung kết em còn bớt thêm. Con chào cậu Thiết Đồng, chào bác Vi Văn Trường, chào bác Hà Quân, chào bác Đạo Lê nào. Chào anh Thầy Nông, thả tim thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em ạ. Màu đỏ đẹp, số tự động bản Fundo, bản hatchback Kia Cerato của em Lê Hương là đời 2012. Cảm biến va chạm phía sau có 4 mắt cảm biến va chạm này. Hỗ trợ gẩy số thể thao trên vô lăng. Tay nắm cửa có phím mở một trạm thông minh. Một dàn lốp dày phanh ABS xi nhan trên gương. Một chiếc xe Kia Cerato giá chào bán 345 triệu. 4 quả loa to bản này, 2 loa chép nhỏ này, nghe nhạc giải trí cứ gọi là phê luôn. Cửa sổ trời có luôn. Màn hình cảm ứng này, hỗ trợ đầu đài nguyên bản cho xe. Có cho em là hỗ trợ đầu DVD nhá. Củ số phanh tay sắc nét. Bản hatchback nhưng không hề bị ngắn bị cụt đâu ạ. Vì đây là bản Cerato mà. Quá là đẹp luôn. Gầy số thể thao trên vô lăng đẹp rồi. 365 triệu bao hồ sơ và em còn bớt thêm. Bác nào đang quan tâm về 7 chỗ số tự động thì em còn có thêm một chiếc xe Chevrolet Orlando nhé. Máy dầu số tự động em cũng có luôn. Cứ cùng em xem hết buổi báo giá ngày hôm nay, em sẽ quay chi tiết cho các bác nhà mình. Em chào bác Sơn Võ, chào bác Kenki Bạch à. Chào bác Phạm Chính này. Bên đây em còn có i10 đây. i10 2012 à, i10 2012 thấp quá nhỉ. i10 2014 mà giá chỉ có 200 thôi anh Tạ Hữu Xuyền ơi. i10 2014 mà giá chỉ có 200 thôi. Biển 17 Thái Bình này, nước sơn màu đỏ đẹp. i10 đời 2014 giá chào bán chỉ có 200 thôi ạ. Thả tim nhiệt tình lên anh Trương Nguyễn ơi, chỉ cần chia sẻ cho em thôi. Sáng nay phun tiền Vios về Bắc Giang, tối qua phun tiền và đổi được chiếc xe ghét của một bác ở bên Nam Định. Vừa rồi lại cọc một chiếc xe Forte, cọc 20 triệu rồi. Xong lại còn một chiếc xe Innova đang đợi cọc. Có thể nói là khách hàng toàn khách hàng chất lượng thôi đúng không ạ? i10 2014 động cơ trang bị 1.0, màn hình Android cảm ứng ạ. Giá chào bán bao nhiêu? 200 triệu tròn. Nếu như chốt trực tiếp trên livestream hoặc là chốt luôn vào chung kết, em để cho mình giá bao nhiêu? 195 triệu bao hồ sơ. 195 triệu có i10 2014 đây ạ. Có xe 7 chỗ gầm cao tầm 250 triệu. Ok, 250 triệu là quá thừa kinh tế mua 5 chỗ gầm cao bên em rồi. Em có hai chiếc Captiva 7 chỗ ngồi gầm cao. Nhưng giá chỉ 215 và 199 triệu thôi ạ. Số tự động trên 200 giá dáng sedan có làm trả góp được không? Em cũng muốn chia sẻ về vấn đề trả góp nhanh như Nguyễn này và rất là nhiều khách hàng, gần 100 khách hàng này. Hiện tại bây giờ ngân hàng đang dừng hỗ trợ trả góp cho việc thế chấp cũng như là giải ngân cho việc mua bán xe ô tô cũ.
Nên là với hiện tại bây giờ là em Hương không thể làm trả góp được cho tất cả những dòng xe cũ bên em, trừ khi đợi công văn lại của bên ngân hàng khi nào hỗ trợ thì em sẽ báo nhé. Còn hiện tại bây giờ là bên dòng ngân hàng không hỗ trợ ô tô cũ và thế chấp, nên em không thể làm ngân hàng được rồi, nên là chỉ có thể trả thẳng thôi nhé. Hiện tại là đang trả thẳng, không làm được ngân hàng. Đợi sau khi ngân hàng thu hồi vốn đất về, người ta sẽ hỗ trợ ngân hàng giải ngân cho việc thế chấp và ô tô cũ thì em sẽ lại báo với các bác nhà mình. Còn hiện tại là không làm trả góp được nhá. Ở đây 7 chỗ ngồi số gầm cao giá rẻ thì em có đây. Gầm cao giá rẻ đây anh Lê Đức Phúc này, 215 triệu thôi, không đến 250 triệu đâu. 215 triệu có Captiva đến từ nhà Chevrolet. Mà Captiva các biết rồi, kể cả những bác quân đội, công an, kỹ sư cầu đường cũng đều thích Captiva luôn. Captiva đời 2008, số sàn, hộp số sàn, động cơ trang bị 2.4, hỗ trợ trơn trượt, đổ đèo, vô lăng thiết kế 4 chấu này, trần nỉ nguyên zin, xe đăng ký 7 chỗ ngồi, ghế da zin nguyên bản luôn, nước sơn màu đen đẹp, 215 triệu có Captiva cho em nhé. 215 triệu có Captiva, đèn bi salon biển 34 tư nhân Hải Dương, cam lùi đầy đủ rồi, đèn hậu sáng choang, đèn pha sáng rực, rất là đẹp luôn. 215 triệu cho chiếc xe 7 chỗ ngồi Captiva. Còn với cái cửa tiền cao hơn một chút, các bác cũng quan tâm về gầm cao 7 chỗ thì em còn có một chiếc xe Kia Sorento. Kia Sorento biển 18 Nam Định, đặc trưng của Kia với mặt lưới tản nhiệt nhìn giống mặt hổ đúng không ạ? Đèn bi salon, đèn gầm là đèn bi luôn. Xi nhan trên gương, bệ bước chân lên xuống cao rồi. Vì gầm cao 7 chỗ và 5 chỗ hầu như phải có kệ bước chân, không là sẽ bị với ạ, vì rất là cao luôn. Xi nhan trên gương, đăng ký đăng kiểm đến tháng 6/2023. Một chiếc xe hội tụ tất cả công nghệ luôn vào đây nhá. Một chiếc xe hội tụ tất cả công nghệ vào đây ạ. Đây ạ, một chiếc xe Kia Sorento đời 2010, máy dầu số tự động, xe đăng ký 7 chỗ ngồi. Ngoại hình là nước sơn màu đen, nhìn khá là nổi bật. Nhưng mà đây ạ, Túc Sơn 2011 em ơi. Ok, Nguyễn Văn Khoa có luôn, đợi em một chút nhá. 2010 và 2011 em đều có này, ngay bên cạnh rồi. Cùng em xem hết chiếc xe Sorento full option này nhá. Sorento 7 chỗ ngồi số tự động full option, cửa sổ trời full HD, màn hình Android cảm ứng này, điều hòa auto cần số rích rắc, vô lăng tích hợp các phím bấm nghe gọi khẩu lệnh, hỗ trợ trơn trượt, hỗ trợ đổ đèo, máy eco, ghế nhớ 2 vị trí với ghế lái chỉnh điện nhé. Chỉnh điện nhớ 2 vị trí này, 535 triệu cho chiếc xe Kia Sorento, nhưng ngày hôm nay bớt trực tiếp cho livestream 15 triệu. Còn 500 bao nhiêu? 520 triệu. Full option luôn, có cả màn hình gối phía sau đây là các bác này, nhưng khoảng cách xe nó gần nhau em sợ mở cửa nó bị xước. Màn hình gối, xe đăng ký 7 chỗ ngồi, nước sơn mà ghế da là thất bằng lâu da bò, trần nguyên zin, túi khí các bác nhìn nhá, cứ một cái cột này, một cái cột là một cái túi khí này. Khi người có tiền người ta đã đi xe với cái tầm tiền này nó quá là ok luôn ạ. Có xe lướt 7 chỗ 2019-2021 không? Em có xe Santa Fe 2019 màu trắng anh nhá, hiện tại không có ở nhà. Trên 900 triệu để lại số điện thoại cho em ạ. Thả tim đẩy view nhiệt tình lên cho em nào. Túc Sơn đây. Em vừa rồi phải thêm một cốc năng lượng để cùng các bác nhà mình cháy luôn này. Chào bác Dương Đào đây, Túc Sơn đây, anh Khoa ơi, các bác mạnh sáng này. Túc Sơn 5 chỗ ngồi, tư nhân một chủ sử dụng từ mới, biển tư nhân Hải Dương. Một chiếc Túc Sơn 2011 số tự động đẹp, đời 2011, máy xăng 2 cầu số tự động đẹp đây ạ. La răng thể thao, đa chấu một dàn lốp dày, đèn bi salon có đèn gầm sang trọng hình quả xoài. Xi nhan trên gương và em này gương kính cụp chỉnh tự động, động cơ trang bị 2.0, máy xăng 2 cầu số tự động đẹp, Hyundai Tucson với cửa sổ trời full HD, màn hình Android cảm ứng này, điều hòa auto để nổ khởi hành start top nhá. Tucson 2011 giá chào bán là 455 triệu, tư nhân sử dụng một chủ từ mới này, đèn bi salon đẹp rồi, có Hyundai Tucson màu xanh 211,
Hyundai Tucson màu lâu 2010, 5 chỗ ngồi gầm cao, máy xăng 2 cầu, em có 2 chiếc Tucson đây ạ. Chiếc màu xanh này là biển 34, tư nhân Hải Dương nhé, một chủ sử dụng từ mới này. Bao nhiêu tiền? 455 triệu bao hồ sơ và em còn bớt cho các bác nhà mình. Còn bớt khi vào chung kết nhá. Bản nhập Hàn, số tự động sấy sưởi ghế full option luôn. Gương kính cụp chỉnh có Tucson này ạ. Và nếu như bác nào mà đang quan tâm với tầm tiền 400 triệu quay đầu, số tự động đẹp, máy số zin, nước sơn màu trắng bản sedan thì không thể bỏ qua siêu phẩm đây. Một chiếc xe Kia Rio số tự động đời 2015, bản nhập Hàn nhá. Biển 14 Quảng Ninh. Cụm đèn pha phía trước là đèn halogen, đèn gầm là đèn bi salon. Tất cả những khe giả gió, khe giả đèn nét nhìn khá là đẹp luôn. Một chiếc xe phong cách thể thao, máy số zin đẹp, tư nhân chính chủ đây. Một dàn lốp Michelin, na răng 5 chấu thể thao, xi nhan trên gương đẹp. Đăng ký đăng kiểm tháng 1/2023. Một chiếc xe Kia Rio 2015, giá chào bán là 395 triệu. Nội thất bên trong là ghế da 2 màu. Có thể nói là bên ngoài là một nước sơn màu trắng nhẹ nhàng nhưng bên trong cực kỳ nóng bỏng luôn. Thảm là thảm 6D sạch sẽ rồi. Những bác nào phải yêu xe, phải đầu tư thì mới bọc được cái thảm đẹp như thế này. Trần thì vẫn là trần nỉ nguyên zin để giữ được cái giá xe nhất định nhé. Fortuner em tạm hết chị gái Khánh Huyền ơi. Bác Quế Phạm ơi thả tim cho em nào. Bác Nguyễn Thành Luân ơi đẩy view mạnh lên cho em được không ạ. Trần nỉ nguyên zin, màn hình giải trí hỗ trợ đầu DVD, có nhớ ga tự động, có lưu control, vô lăng tích hợp phím bấm này. Zin đẹp toàn xe. Zin là như thế nào? Zin là zin từ máy, zin từ cột kèo, zin từ sơn, zin hết luôn. 395 triệu cho chiếc xe Kia Rio bản nhập Hàn, số tự động đẹp của em nhá. Biển 14 này, nước sơn màu trắng đẹp. Với cái màu này nó là màu quốc dân rồi, hai vợ chồng nam nữ đều đi được. Vì sao? Vì với cái tầm tiền như vậy, đi xe Kia Rio quá là hợp lý nhá. 395 triệu vào chung kết em còn bớt thêm. Chào bác Quế Phạm, chào bác Tú Lê, chào bác Hoàng Nho Tân Lập đây ạ. Fortuner số sàn máy dầu em tạm hết chị ơi. Sao lại là số sàn máy dầu nhỉ? Tự dưng cứ sai sai ở đâu chị Khánh Huyền ơi, để lại số điện thoại cho em tư vấn nhé. Hiện tại thì Fortuner cả xăng cả dầu em đều hết. Nhưng mà Fortuner số sàn máy dầu tự dưng đầu chưa lót kịp, nó cứ sai sai ở đâu ấy. Nó cứ sai sai ở đâu ấy. Chào bác Hoàng Ngân ạ. Bên đây thì em còn có một chiếc xe Kia Cerato nữa đây. Bác nào đang thích Cerato, vừa rồi em có lên một chiếc màu đỏ. Nếu như màu đỏ đối với các bác nhà mình không hợp phong thủy, hoặc đơn giản là cái màu đấy đối với nhiều bác không yêu màu đỏ sẽ thấy là ngoa, thấy là hơi chói, thì em có một chiếc xe Cerato đời thấp hơn một đời nhá. Cerato đời 2011, cũng là bản nhập khẩu luôn, full option, giá chào bán là 335 triệu. 335 triệu cho chiếc xe Cerato full option đây. 335 triệu bản hatchback biển 10 năm, nước sơn màu đỏ đây, à màu bạc nhé. Xin nhan trên gương, la răng thể thao, hỗ trợ gẩy số thể thao trên vô lăng, cửa sổ trời, cửa sổ lóc có rồi. Kia số sàn thì em chỉ còn Kia Morning thôi, còn Cerato và Kia Rio toàn là số tự động thôi. Vậy uống rồi. Cerato em đang bán là 335 triệu đời 2011 cho các bác nhà mình nhá. Động cơ trang bị 1.6 full option. Em sẽ mở hé ra để xem nội thất nhá. Hai cánh cửa nó gần nhau quá này. Màn hình giải trí này, phiếu bảo hành bảo dưỡng mới đi bảo dưỡng về vẫn còn nguyên full lịch sử hãng này. Hỗ trợ chân trượt, gảy số thể thao trên vô lăng, điều hòa auto, màn hình Android cảm ứng, cửa sổ trời có rồi. Kia Cerato full option 2011, giá chào bán là bao nhiêu ạ? 335 triệu cho các bác nhà mình. Đẩy view mạnh mẽ lên cho em nào. Bác Nguyễn Đức Dương ơi, bác Nguyễn Hoàng Minh ơi. Bên cạnh những dòng xe full option giá tầm 300-400 triệu, còn có những dòng xe tập lái cho các bác nhà mình. Sơ Bắc đời 2009, tập lái chính cống đây. Xe tập lái hoặc đi gia đình đều ok. Nhiều khu vực tỉnh lẻ, tỉnh xa vẫn đi taxi bằng em này bình thường, vẫn kiếm tiền bình thường, vì em nó đi xa quá là ok luôn. I10, 2015, 2016 bản đủ tầm 250 triệu. Bản đủ tầm 250 triệu em có 2015 và 2016 màu bạc và màu trắng Bắc sân trường nhá. Có màu bạc và màu trắng luôn.
anh Xuân Trường cùng em xem buổi báo giá này và để lại số điện thoại. Một chút nữa em sẽ quay cho anh, gửi cho anh video và hình ảnh nhé. Và cùng em xem buổi báo giá này. 1 chiếc xe tập nái với sơn si sạch đẹp, nội thất bên trong đã đầy ghế da luôn, vô lăng đẹp rồi, dán bọc sạch sẽ rồi. 1 chiếc xe tập nái giá chào bán là 85 triệu cho chiếc xe Spark của em đây ạ. Chào bác đồ cưới Duy Soái, chào bác Tương Đường Toàn này. Bên cạnh chiếc xe tập nái là một chiếc xe Kia Morning bản nhập đây. Em vẫn luôn nói rằng đây là cái món quà đặc biệt cho các bác nhà mình, tặng bà xã nhà mình nhân ngày 20 tháng 10 đây. Một chiếc xe Kia Morning, nếu như màu này có thể nhiều anh trai là không khoái vì cái màu xanh, nhìn hơi phụ nữ một tí. Nhưng các bác có thể mua tặng bà xã nhà mình, đưa đón con đi học, đưa đón con đi học, đi gia đình, đi làm quá là ok luôn. Kia Morning đời 2009 với nước sơn màu xanh quá là đẹp ạ. Chị Khánh Huyền ơi, Fortuner em tạm hết chị Khánh Huyền nhé. Chị Khánh Huyền để lại số điện thoại cho em để em tư vấn nhé, vì Fortuner em tạm hết rồi. 7 chỗ ngồi máy dầu em chỉ còn có Sorento thôi, còn Fortuner em tạm hết rồi. Màn hình Android cảm ứng, điều hòa auto, ghế da zin, củ số rích rắc. Đây, một chiếc xe Kia Morning với nước sơn màu xanh khá là bắt mắt luôn, cho bác nào có thể đi mua gia đình tặng bà xã nhà mình đây ạ. Y10 màu trắng 2018 em có nhá bác Linh Công Tú ơi. Em đang đi ăn cỗ rồi chưa về. 2018 để lại số điện thoại cho em, có Y10 2018 số tự động màu trắng luôn. Bác Linh Công Tú để lại số điện thoại cho em. Hôm qua em có chụp qua đăng Zalo rồi, em chưa quay video chi tiết thôi chứ em có chụp ảnh đăng qua Zalo rồi. Chiếc xe đẹp như vậy em cũng đang dự định là chỉ trong vòng 24 giờ lên sóng làm bay thôi. Có Y10 2018 nhưng hiện tại không ở nhà nhá, nên các bác thả tim nào, để lại số điện thoại cho em là bác Linh Công Tú ơi. Em đã nhìn thấy số điện thoại của bác Xuân Trường nào. 220 triệu cho chiếc xe Kia Morning màu xanh đẹp của em Lê Hương, tặng bà xã nhà mình. Nhập Hàn nguyên chiếc các bác nhé, xe nhập Hàn đi quá là ok luôn. Chào anh OK Thanh, chào bác Thêm Vân, Phạm Văn Thêm à. Chào bác Đần, chào bác gì đây? Chào bác Dần Vinh. Chiếc xe của em mới về đấy, em đấy nó phải rơi vào tầm 375 triệu đến 378 triệu anh nhá. Xe chuẩn tư nhân đẹp căng luôn. Thật sự là rất là đẹp luôn, em mới chụp ảnh qua thôi. Mấy hôm nay khách đông em chưa quay video được. Để lại số điện thoại, chiều em quay video em gửi cho anh nhé. Chào bác Hạnh Trinh, chào bác Vũ Doanh, chào bác Đình Lương Vũ này. Bên đây em còn có một chiếc xe nữa đây. Nếu như tầm tiền 200 các bác mua Y10 nó hơi ngắn, thì đây, tầm 199 triệu đây ạ. 2011 là giá là con gì nhỉ bác Mạnh Sáng nhỉ? Em chào anh Giai Mạnh Sáng nào, anh ơi bình luận giúp em lại nhé. 2011 là chiếc xe gì nhỉ? Đây ạ, một chiếc xe Lacetti SE bản nhập, bản sedan 2 đầu với nước sơn màu đen đẹp đây. Giá chào bán chỉ có 199 triệu thôi, biển thủ đô Hà Nội. Anh Mạnh Sáng ơi bình luận lại giúp em nhá. 2011 là chiếc xe gì tự giúp em chưa loát nhanh. Lắng quá chưa loát kịp. 2011 thì em chưa nhớ ra, nhưng đây là Tucson. Tucson 2011 em đang bán với giá là 455 triệu. Một chủ sử dụng từ mới, số tự động đẹp, máy xăng 2 cầu số tự động nhé. 455 triệu để lại Zalo hoặc chốt trực tiếp trên livestream để vào chung kết em bớt giảm giá luôn. Còn đây là bên trong nội thất của chiếc xe SE bản nhập 2009 này, màn hình Android cảm ứng rồi, sơn si sạch đẹp luôn. 199 triệu không đùa được đâu đúng không ạ? Nhìn khá là bắt mắt, khá là đẹp luôn, đi được cứng cáp mà giá quá là rẻ luôn ạ. 199 triệu có Lacetti SE đây ạ. Và trong một dàn Hyundai Accent nhập khẩu và bản bay số tự động thì em có một chiếc xe Hyundai Accent số sàn đời 2018 với động cơ trang bị 1.4, số sàn sedan 2 đầu màu trắng đẹp, có Tucson, 415 triệu, lên đèn bi salon giải đèn nét rồi, la răng đa chấu xi nhan trên gương, màu trắng đẹp, có cho em một chiếc Accent số sàn 2018 đây. Em này còn được bác chủ cũ độ lên ghế lái, ghế phụ đều là chỉnh điện cơ. Nhìn rất là sang luôn, sạch sẽ này. Vô lăng tích hợp phím bấm, màn hình Android cảm ứng rồi. 415 triệu, bao hồ sơ để em còn bớt thêm cho các bác nhà mình khi để lại số điện thoại.
hoặc chốt trực tiếp trên livestream ngày hôm nay nhá. Cảm biến va chạm phía sau, 4 mắt cảm biến, option đẹp hết rồi các bác đây. 415 triệu bao hồ sơ và em còn bớt thêm. Vừa rồi bác nào đang quan tâm về chiếc xe 7 chỗ máy dầu, không chỉ có Captiva số sàn máy xăng giá rẻ đâu, mà máy dầu Santa Fe em cũng có luôn. Santa Fe máy dầu đời 2007 số tự động đẹp, biển 20A, đèn bi salon và dải đèn led này, la răng 5 chấu một dàn nốp dày. Santa Fe máy dầu 375 triệu khá là phù hợp luôn. 375 triệu lên màn hình Android rồi. Ghế da sạch sẽ, củ số xích rắc. Nhìn phần táp ly táp lô là biết rằng bác chủ cũ là người rất là yêu xe. Nhưng khi có điều kiện là các bác sẽ lên xe thôi đúng không ạ? Chỉ cần có điều kiện thôi là các bác sẽ cho vợ con nhà mình hưởng những chế độ cao hơn. Ví dụ như đang đi Santa Fe đời 2007, khi mà có điều kiện các bác đấy sẽ cho vợ con nhà mình hít thở điều hòa Santa Fe 2020 ngay. 375 triệu có Santa Fe cho em nhé. Santa Fe 375 triệu bao hồ sơ và em còn bớt thêm. Chào bác Nguyễn Khanh này, chào bác Thư Lê, chào anh Giai Nhôm cứng Tuấn Hiền, tôi Nhôm kính Tuấn Hiền này. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Bán tải là Innova 7 chỗ ngồi giá rẻ trên 200 còn có Innova nhá. Bán tải thì vừa em có quay rồi. À em sẽ quay một chiếc van nhá. Một chiếc van mà bên em mới có một chiếc thôi, mới về luôn. Một chiếc xe Kia Morning Van đời 2012, hay còn gọi là em bán tải siêu mini. Giá chào bán chỉ có bao nhiêu ạ? 225 triệu. 225 triệu cho chiếc xe Kia Morning Van. Vì sao lại van ở trên 200? Là vì em nó là số tự động xe gia đình. Số tự động xe gia đình cho chiếc xe Kia Morning Van màu lông chuột, hay là gọi sang hơn là màu titanium đây. Đèn pha phía trước sáng choang, biển 37 Nghệ An thân yêu. Đèn gầm có rồi. Bán tải siêu mini Kia Morning Van 2012. Giá chào bán là bao nhiêu ạ? 225 triệu vẫn còn bớt nọc thêm. Còn nếu như mà 7 chỗ ngồi giá rẻ máy xăng thì em còn có cho các bác nhà mình Captiva đây. Captiva em có 2 chiếc nhá. Chiếc màu bạc này, đèn bi salon có đèn gầm, 199 triệu máy xăng đời 2007. Màu đen sẽ là 215 triệu đời 2008 này. Còn màu trắng đẹp bản sedan với cái tầm tiền trên 300, em còn có Hyundai Avantia nhá. Hyundai Avantia hiện tại em đang có một đôi màu đen và màu trắng này. Trước mắt khách hàng là một chiếc xe màu trắng Hyundai Avantia. Đèn halogen có đèn gầm, biển 36 Thanh Hóa này, la răng 5 chấu xi nhan trên gương, cửa sổ trời đầy đủ rồi. Avantia là bản lắp ráp trong nước từ dòng Hyundai. Điều hòa auto chưa lên màn hình nhưng có điều hòa auto cần số đẹp này, vô lăng khá là ok luôn. Táp ly táp lô cũng đẹp luôn ạ. Avantia em đang chào bán với giá là 365 triệu có cửa sổ trời. Từ nãy giờ là 3 cốc nước rồi anh ơi, 3 cốc nước rồi. Cũng gần xuống live rồi. Khách đang đến rồi, khách đi cả xe cưới lại, đi ăn cỗ đám cưới về là đến mua xe luôn. Các bác nhìn này, vẫn còn nhìn chưa hỉ trên xe đây. Vẫn còn nhìn chưa hỉ, gọi rung máy rồi. Em còn có Innova số sàn các bác nhá. Innova số sàn giá rẻ đời 2000 mấy đây. Em này là đời 2007. Hiện tại số sàn Innova màu đen giá rẻ trên 200, em có 2006 và 2007 nhá. Chiếc này là đời 2007 và giá chào bán là 255 triệu cho chiếc xe Innova màu đen đẹp đây. 255 triệu số sàn. Động cơ trang bị 2.0. Nhìn táp ni táp lô là biết ngay rồi đúng không ạ? 255 triệu có Innova bản E số sàn, 3 hàng điều hòa độc lập. Em ơi, 3 hàng điều hòa độc lập nhé. Chào bác Đặng, chào bác Khuê Phúc này. Rất là nhiều mẫu xe luôn. Y10 em cũng có luôn. Y10 số tự động đời 2015 màu trắng đẹp đây. Động cơ trang bị là 1.0. Y10 2015 số tự động nên đề lổ thông minh, khởi hành start top. Màn hình Android, vô lăng tích hợp phím bấm này. Trần nỉ đẹp này, ghế da đẹp luôn. Y10 2015 số tự động đẹp, giá chào bán là 312 triệu. À không, em này là 300. Bên mình có sơn phủ gầm không? Vì sao phải sơn phủ gầm mà anh? Khi mà gầm sáng như gương thì làm sao phải phủ gầm? Chỉ những bác nào mà buôn
xe cỏ làm xe lỗi thì người ta gầm nó xấu mới phải phủ gầm thôi. Còn khi mà em mua xe về em bắt thợ xịt sạch sẽ gầm đi, để gầm phải sáng như gương khi mà khách có chồng mông xuống nhìn, thì nó phải đẹp tưng bừng. Chứ tại sao phải phủ gầm hả anh? Trừ khi xe của anh mà nó xấu, anh cần phủ gầm, cần che khuyết điểm thì mới phủ thôi. Còn xe em không phủ gầm nhá, để nguyên. Thực chất xe như nào em sẽ báo như vậy nhá, không cần phải phủ gầm, nó phải đẹp long lanh lên. Vừa rồi thì em Lê Hương đã lên sóng và báo giá rất là nhiều mẫu xe đang được chào bán bên em. Bác nào quan tâm mẫu xe nào có thể để lại số điện thoại để em Lê Hương tư vấn này. Và bây giờ đã là 1 giờ kém 15 rồi, với cái thời lượng phát sóng của em Lê Hương lên báo giá nó đã rơi vào trên 1 tiếng đồng hồ rồi. Mà khách thì đến chợ xem xe full rất là đông luôn. Rất là đông luôn, khách trên live cũng để lại số điện thoại, gọi từ nãy giờ rất là nhiều. Có lẽ là hôm nay em Hương xin phép được dừng buổi báo giá ở đây, không sớm mà cũng không muộn đâu ạ, vì cũng là 1 giờ kém rồi. Tất cả những mẫu xe đang được chào bán bên em, giá công khai trên livestream này em sẽ còn bớt thêm cho các bác nhà mình ạ. Nên là bác nào quan tâm về mẫu xe nào để lại số điện thoại, em Lê Hương sẽ tư vấn hỗ trợ trực tiếp cho các bác nhà mình. Và cảm ơn tất cả khách hàng nhà mình đã dành chút thời gian quý báu buổi trưa của mình để xem hết buổi báo giá của em nhé. Chúc khách hàng nhà mình có một ngày làm việc năng lượng và hiệu quả ạ. Cần mua bán ô tô cũ đã qua sử dụng, các bác cứ trực tiếp alo cho em Lê Hương có hotline 0354602790 để được em Lê Hương tư vấn nhé. Và đừng quên địa chỉ bên em, 51 Thanh Xá Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Em sẽ tư vấn hỗ trợ trực tiếp cho các bác nhà mình ạ. Gửi cho anh mấy mẫu hình Y10 nhé. Ok anh Xuân Trường nhé, kết nối Zalo. Bây giờ em sẽ gửi mẫu hình Y10 cho anh. Có cả sàn, có cả tự động. Y10 đợt này em về khá là nhiều đời cao. À còn mới về thêm một chiếc xe Y10 màu bạc nữa, xe chuẩn gia đình luôn. Bình thường Y10 số sàn là hay có một chút dịch vụ, ít hay nhiều. Nhưng chiếc xe này còn chính chủ người ta bán cho em không qua dịch vụ luôn. Đã về đến Nam Định rồi, về đến Nam Định rồi thì em sẽ gửi cho anh cái mẫu đấy nhé. Còn cảm ơn tất cả khách hàng ạ. 11:30 ngày mai em sẽ lại báo giá trực tiếp trên fanpage Lê Hương ô tô Hải Dương của em các bác nhé. Chào anh Giai Thanh Tùng, chào bác Cục Đoan. Đừng quên những lượt like, những lượt chia sẻ. Và đừng quên những lượt đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video hình ảnh của em nhé. Y10 số tự động em có màu trắng đẹp luôn. Anh Linh Công Tú ơi, để lại số điện thoại em sẽ tư vấn ạ. Chào anh Nguyễn Văn Truyền vào ngày mai nhé. 11:30 ngày mai chúng ta sẽ gặp lại ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.